Ok, hello anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Con game này có tên là Hành tinh của Lana. Đây, con game này thì vừa ra mắt hồi tối hôm qua thôi. Thì tôi cũng tranh thủ gom lúc đó luôn rồi. Thì giá cũng mà giá này thì tương đối ổn với con game này đó. Không thể nói nó quá cao hoặc quá thấp được. Thì họ giảm giá 7 ngày lúc ra mắt thì đến cuối tháng này thôi. Con game này thì để tôi nó không chơi đâu, mặc dù nó rất thích game 2D nên tôi chỉ chơi một mình thôi. Đây là đánh giá rất là nhiều luôn, 9,9 rưỡi luôn. Thì dạng game này là nó đánh mạnh vào cái yếu tố phiêu lưu khám phá hơn nên cái đồ họa nó rất là mạnh, còn yếu tố giải đố thì phải trải nghiệm trong gameplay mới được. Chưa thể có mới nhìn qua thì chưa thể nói trước được điều gì đâu. Ngôi làng nhìn rất là chân thật sống động luôn, đậm cái chất Á Đông của mình luôn. Đây là best game đó. Xbox EA chấm là 9/10. Mới giờ mắt là gần 100 đánh giá với mà 92% rất là tích cực luôn. Thì tôi nghĩ trong này có khoảng 3 đánh giá là chơi thôi nên mới được con số như vậy. Rồi để vô game đó, tôi cũng cắm cái tay cầm vô luôn. Mình thủ lao bụi tí, nó dơ quá à. Cũng lâu rồi không sử dụng tay cầm. Thì đây là chế độ có auto save. Cái hạt này tôi đang để mà offline nên là save local thôi chứ không có lao save nữa. Trải nghiệm game tốt nhất thì nên chơi trên gamepad. Tiếng như gì thì nó nghe tạm ổn. Gameplay chỉ có ngôn ngữ thôi. Hỗ trợ này là Quick Time Event thì chắc tôi để đó. Ui kìa, chắc tôi tăng lên tí. Độ phân giải à, tôi nghĩ là để 2K thôi, không biết nó chạy ổn không, hay là lên 4K luôn thử. Nếu như nó không ổn thì mình tính sau. Thì nó có cáp FPS luôn nè. Game thiết kế rất là chu đáo nha, đơn giản nhưng mà đầy đủ tính năng hết. Nếu như game giật quá gớt FPS thì tôi sẽ chỉnh về 2K lại. Tạm thời bật FPS coi nó chạy ổn định không đó. Tôi thấy tiếng game nó vẫn hơi nhỏ. Để tôi chỉnh nó to lên tí. Rồi. Sao mà không hướng dẫn tay cầm à, đây. Bên trái rồi di chuyển. Tôi thấy 4K vẫn ổn mà nó hơi bị xé hình quá. Để tôi bật V-Sync lên đây. Đây, V-Sync bật lên thứ này. Rồi, hết hiện tượng xé hình luôn nè. Game này nói chung là setting rất tốt nha. Ông đó ông câu cá nha, đồ họa rất là đẹp luôn, nhìn mướt mắt mãn nhãn luôn. Thì đây game giải đố nên di chuyển nó rất đơn giản thôi. Rồi rồi. Mấy đứa nhỏ giờ nó chơi nguy hiểm quá. Tôi thấy FBS tạm ổn rồi, để tắt FBS đi. Rồi, chúng ta tiếp tục trải nghiệm game. Giờ thời tiết nắng nóng mà nhìn cái sông hồ này rất là mát mẻ luôn. Thịt bò khô nữa. Chúng ta vô chợ anh em ạ. Quay lại ngắm một cái, sống động quá. Thành phố mà làm như thiệt luôn. Nhìn rất là đẹp, ấn tượng. Chúng ta có gạo, có khoai, có củ, có trái cây. Có cái lá cờ mà lẻ tẻ này. Có hành động đến lúc chất lượng nha. Rồi lộ rồi, chưa chỉ trên. Vì là phải giữ nút đó chứ không phải là nhấn. Rồi ok. Nữa rồi. Mấy đứa nhóc này nó chơi nguy hiểm quá. Có còn gì nữa kìa. Nuôi là nghe tiếng như con lợn vậy. Đi đến cuối con đường. Đồ họa nó dựng 2D nhưng mà anh em cảm giác rất là chiều sâu luôn. 4-5 lớp chứ. Một cái lớp màu đen trước mặt này. Rồi 3-4 lớp ngoài sau lưng cái nữa. Lá cây cũng làm rất là chi tiết với nhiều cái mảng màu. Bây giờ mình phải kéo hoặc là đẩy cái này qua phải không? Ít. Giữ nó biết luôn. Hình như là nó buổi chiều rồi, anh em thấy nó có màu vàng không? Ánh sáng cũng được đầu tư rất là tốt luôn. Vô đây là cảm giác nó hơi mờ hơn tí. Như buổi chiều tàn vậy. Đường mộ á. Rồi có bạn thân từ bé rồi. Hay là hai anh chị em. Tại vì bia mộ thì tôi nghĩ là liên quan đến anh em hơn là bạn bè. Cảm giác như trời sắp mưa rồi, gió nó to lên. Có cái mà gì rơi xuống rồi. Rồi tay cầm nó rung. Tôi thì ghét nhất cái vụ rung trên tay cầm. Rồi Nó ăn quá chuẩn luôn. Mà sao nó bắt trai nó không bắt gái đâu. Hơi bị ngược á. Ủa? À đây. Ủa mình tách cung ở đâu ta? Bộ cái này âm thanh thôi, cái này game play thôi, cái này hỗ trợ. Bây giờ mình chắc đi qua phải á, chạy về coi làng mình nó có chuyện gì xảy ra rồi. Có khi là bị chính người ngoài hành tinh xâm chiếm á. Trong mắt người ngoài hành tinh thì chúng ta là người ngoài hành tinh mà. Hai cái bia mộ đúng ở góc view đẹp luôn. Tội nghiệp bạn không? Trời ơi, tôi nghĩ là nó nhìn thấy là có vấn đề á. Chạy nhanh xuống bụi cỏ, nhấn nút là trái để nấp. Đợi nó đi qua mình giọt lên. Hay là cho nó chiếu mình coi thử có vấn đề gì không ta. Nó nhìn mấy con mới rớt xuống là con cái như mà thấy có con người ngoài hành tinh trong cái phim gì tôi coi, quên tiêu rồi. Với bụng nó luôn có một cái lỗ. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chơi nhạc đó hả? Bình tĩnh bạn ơi. Con chuột của tôi đâu đó. Tiếng cho em nó khóc lóc rồi. Rồi nó gom cá gia phá ra đi luôn này. Cái tông màu chuyển qua u ám ảm đạm liền luôn. Rồi bà bán thịt ở đây cũng mất luôn rồi. Ê ơi ơi. Mình tên là Na Na hay vậy? Con game này để nhập vai chân thực vô một ngôi làng ở ngoài hành tinh luôn, nên là cái ngôn ngữ của họ cũng rất là khác biệt luôn. Chứ không phải là người ngoài hành tinh nói tiếng Anh như chúng ta đâu. Thành ra con game này là mượn hình tả ý luôn, không cần phải là làm mấy nhiều thứ linh tinh. Đỡ được cái mảng dịch thực á, cùng lắm thì dịch thực được cái main menu là xong rồi. Ê, giật mình. Nó chuyển qua cái cảnh Eiffel phải. Nhấn cái này để mở cửa. Thôi ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi rồi rồi. Con nó như trí tuệ nhân tạo vậy. Nó lên tới đời 4 này, mình còn đang đời 1 nữa, sao mà đánh nhau được. Tầm chỉ có hit and gun thôi. Mà mấy con này nó không có cảm biến mà thân nhiệt hay là ngoại gì ta. Có chữ M là gì ta? Chúng ta đã vào hang, chúng ta sẽ gặp VOZ hoặc là fan MU ở đây thôi. Kìa có 3 fan MU đó kìa, 3 VOZ giờ đó. Giả lập Tom Rider. Từ màu xanh mà chuyển qua cái màu ám đạm này liền luôn thì mặt trăng to quá ha. Chị Hằng này vòng 1 hơi bị căng á. Hết thể lực rồi. Ido. Ido. Gặp tôi như thế này thì tôi cũng AFK buông chuột buông phiến thôi, chứ tôi cũng chả biết làm sao nói nữa. Rồi sau cái đoạn hướng dẫn ban đầu chúng ta đã vào game. Tôi chụp tấm hình đó. Họ dựng lên 2 cái vệt đen trên dưới cho cảm giác như là xem một bộ phim luôn. Game hay, mới đầu game dẫn chuyện rất hay. Thì như bao con game khác cứ ngủ vậy là hồi vui máu, vui mana, đầy đủ ống thể lực rồi. Nên chúng ta hit and gun tiếp thôi. Mình tên là Mina. Dạ hơi cháu rồi. Có cái con đen đen kìa. Mấy cái khối đá nó cũng làm đầu tư rất là chi tiết luôn. Tới đây chắc gặp đứa bạn thân quá. Gặp cái con mà đen đen á. Con này là con heo lúc đầu mình thấy lúc mà đi ngang cái chuồng nè. Rồi làm gì nó giờ? Thì chắc đợi nó quay lưng rồi nhảy xuống chui vô cái bụi đó nấp thôi. Rồi báo rồi. Tới đây không thoát nữa. Tôi hơi là vội quá. Chúng ta chuyển sinh thôi. quay lại lần nữa đây. Good. Nó có một con mắt mà nó tinh phết kìa. Để chi nó còn ngửi hay là nghe gì còn đó. Rồi chuột nhảy. Cái khu này là giống cái hòn Hải Đăng quá vậy. Nó sao kéo không được ta. Không, mình phải đi lên. Nếu đi lên thì phải lấy thêm một cái thùng nữa, kéo về bên trái chứ không kéo về bên phải được. Né. Tại vì khi mình leo lên cái bên đây á, không có cái thùng nó chắn chỗ này á, thì cái bên phải nó sẽ sụp sụp xuống. Nên ít nhất là phải cần 2 thùng. Thì không cần thử đâu, cứ đọc kết quả là làm luôn. Như hôm qua tôi chơi cũng một con game giải đố, nhưng mà thiết kế câu đố quá gờ gạt. Còn con này thì nó lại quá đơn giản. Con fit mạnh hôm qua 2 con lại tối u một trời một vực nữa. Con này 4K 60 FPS nhẹ nhàng thì tất nhiên nó là 2D rồi. Còn con hôm qua nó kéo còn có 20 mấy FPS à. Tôi đọc cái bài post của thanh niên kia, bài đánh giá thì còn có 18 FPS thôi. Tên hầu hết là chửi chứ không có chơi nữa. Bây giờ chắc mình qua trái quá. Có tiếng con heo. Giờ mình sẽ làm gì nữa ta? Mình nhảy vô đây hả? Đây bạn ơi. Sao mà chậm quá vậy đó? Tôi nghĩ là đu sẵn lên đi, nắm 2 tay lên đi rồi cho nó hút rồi mình leo lên thôi. Giống đấu bò tót. Làm hơi nhanh quá rồi. Ủa? Nó chỉ bất tỉnh cái gì thôi đó hả? Chỉ tới chuyện gì đâu. Hay là phải làm nhiều lần. Thử lần nữa. Tôi nghĩ là làm nhiều lần nó trốn này nó nằm thôi. Hơi nhanh này. cháy lộn. Góc chủ nhật. Xuống là có thịt heo ăn rồi đó. Biết nhóm lửa chưa cháu? Cái gì đây? Vậy là mình phải làm cái gì đó vô chỗ này. Chúng ta không có gì đây cả. Sẽ có một cái thùng hoặc là cái gì đó thôi. Xác con heo hả? Trời ơi, con heo này là nó cũng khoảng 280-200 kg đó. Em này lực tay còn mạnh hơn Tom Raider nữa. Nghe tiếng nhạc hồi hộp hết luôn. Sau này mình có con gì đen đen có hai mắt như bạn đồng hành nữa mà. Kìa kìa kìa, nó kìa phải không? Kitty. Rồi nhìn khù khờ quá rồi. Rồi xong. Giờ mình cứu nó sẽ thù về mình. Tao là chủ nhân của ngươi đây. Ê, con này nhảy cao vậy? Ủa? Mina. Maya, ô dầu à. Ima. Người tên là Ima hả? Mình thì là Mina. Mình kia là Ido. Trời ơi. Nó nhầm như thỏ vậy. Cháu hại chị rồi. Chị rồi xuống dưới nữa hả? Rồi tôi thấy mà VOZ trong đây nhóc nhìn với Watcher nè. Như em Laga trong Tomb Raider đó là có cái mà cái cây phích ấy á, cái cây để leo núi đâm vô móc ra quẳng xuống đó, đúng rồi. Con này nó thông minh hơn để luôn đó. Bướm đây, cái đoạn này trên trailer tôi còn nhớ nè, nhìn rất là eo phích luôn nha. Chụp lại tấm hình lại. Cái chỗ này mà làm khu du lịch sinh thái còn gì bằng nữa. Có cái gì dưới gì đó. Đây 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 đây. 4 chân thì mày hơn nói cái đuôi mà. À không, con đó tới 6 chân mà. Bây giờ mình phải đẩy cái thùng nó qua leo lên trên, mở cái cốt ở trên. Rồi quay lại đi. Khoảng 7 giây, khoảng 7 giây nó quay lại. Thì tôi nghĩ tôi phải làm 2 lần á, chứ nhanh nhậu đỏn cái nữa là báo luôn. Rồi bó tay, tôi nhắn nó ít hoài nó không vô. Lại tiếp tục chuyển sinh. Không có gì lạ đâu, bình thường. Quay đi, nhìn chỗ khác. Thôi nữa có một con mắt đó chứ nó hàng mắt là to rồi. Giọt, giọt, cứu ơi, ừ, nó đâu chưa vô được. Lẹ, thả dây xuống cho chị. Không, để chị ra chị chọc nó một cái. Ê, bẻ giò mày nè. Ấy, rồi anh. Rồi chúng ta làm lại. Sau một pha chơi dại á. Ở gần nó quá cũng không được. Nó cái 6 cái giò là bẻ không biết tới nào mới hết. Chúng ta vừa lãng phí khoảng 2 phút trong cuộc đời. Ê, tôi sợ mày à. Tha mày đó. Chơi con game này nó thư giãn ở chỗ là không bị bỏ sót đồ. Cái tâm lý lúc nào cũng gớt đồ vậy. Cái gì, cái gì? Hồi nãy tôi bẻ giò nó là đúng rồi đó. Trình Hữu uống nước. Sáng giờ bờ hang, tối giờ suối. Giờ chắc đi qua trái quá. Mình phải hết đường rồi. Giờ cái tông nó chuyển qua màu cam, màu của sự hoài niệm và hy vọng. Chỗ này là chỗ ban đầu của mình nè. Màu xanh của sự lạnh lẽo, cô đơn và tuyệt vọng thì bây giờ nó đã qua màu cam, màu của hoài niệm quá khứ rồi. Nhân vật chính mà mỗi lần lát bách lại như gì thì vấn đề là sẽ có chuyện rồi đó. Tôi muốn gờ thử con mèo đó quá. Mèo 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 mèo. Con game này mà hot trở nên nổi tiếng cái là làm một con thú bông như gì luôn. Rồi ăn thịt đi. Bạn sẽ chết trong cô độc và bị ăn thịt bởi chính con mèo của mình. Bushio. Kamaluchi Gamui. Tiến lên Pikachu. Bây giờ mình là cũng ít để nựng nó hả? Buchi Buchi. Con Pikachu rồi đó. Cái cây này đẹp quá hả? Bây giờ nhấn B để dừng cái con này. Ở yên đây. Rồi nó nhảy. Cháu phải cực khổ cho mình. Tôi nghe có tiếng con heo nữa đó. Speed gun. Ban ngày vẫn thấy mặt trăng mà nó khuyết điên góc này cũng đẹp quá hả? Hồi nãy không mà bật cái đó ra để con mèo rớt xuống coi thử làm sao đó. Làm gì hơi tàn ác quá. Qua đây chứ. Ima. Hola. Ima mui. Nghe chưa? Nghe rồi. Đây làm thử rồi anh em. Làm thử cái trò tàn ác đó. Đó. Chụp tôi được cho cái thành tựu kiểu này rồi. Cho nó ám ảnh cả đời luôn. Ở đây đi. Đấy. Tính chảo đũa chị mày hả? Cái này là không phải là tàn ác mà là muốn thử nghiệm coi cái nhà lập trình game họ làm thế nào thôi. Gì rồi phải đi xuống. À dưới này vẫn có đường. Không xuống được hả? Không xuống được hả? Tránh đi. Anh đi tìm con mèo khác là xong cái gì? Chị đi tìm con mèo khác. À phải phá cái cửa nó mới qua được. Qua đây cùng. Có lẽ với chị. Ima. Hola Imui. Chị ơi. Game này có boss không ta? Có boss thì tôi vẫn không nghĩ là cái cảnh đấu boss làm sao. Lên lấy dây xuống. Hồi nãy nó tự động nó làm, bây giờ mình phải ra lệnh cho nó. Thì đu qua đu lại được không? Anh em dịch dị chứ mà cơ chế làm cộng dây thừng nó rất là khó khăn quá. Để mà cộng dây thừng nó có trọng lực trên thiệt. Có ai ở đây hả? Gì ghê vậy? Cái đường này mà em nó nhảy vào tay chân luôn. Pamaki. Pamaki mui. Có mấy con đùm đúng kìa. Mình vô hang cái là cái góc quay camera nó bị mấy cái vật thể đen đen trắng trắng luôn. Trắng đường nhìn cảm giác rất tối tăm chật hẹp luôn. Khoan, tôi nghĩ là không phải chui qua đâu, tại có cục đá lần trước kìa. Bạn lừa nhau à, cục đá vậy chui qua sao không được. Cái gì cái gì? Ôi. Hồi nãy lúc đi ở ngoài tôi thấy có cục đá nhỏ nhỏ nữa. Cái cục đá nhỏ nhỏ đó nó cũng thể di chuyển được đó. Giờ như cái quả núi mà vẫn di chuyển được rồi. Olai. Pamaki. Pamaki. Rồi, lên đi. Lên đây mèo. Mèo. Mình phải chỉ định nó lại cái điểm đó rồi phải nhấn nút nữa. Có con gì trong chuồng vậy? Cứu nó được không? Mình đang thiếu đồ ăn. Olai. Nhanh lên, chị bỏ mày bây giờ. Bay qua tới bển không em? Cái gì đây? Olai. Pamaki. Rồi, nó động thổ vào cái lỗ bển kìa. Con Pikachu này xịn hơn con chuột chuối nữa. Bỏ ra là chết chị mày đó nha. Ồ, nó nhảy gì vận động viên nữa. Cái gì có dây điện ở trên kìa. kéo cái hộp đó ra, mở nắp lên rồi mở cái đó rồi phá dây điện. Phải không ta? Chỗ này mình đâu có lên được. Ima. Vamos aqui? Phải mở ở trên để mình lên trước. Vamos aqui, mui. Nó mở được cái đó nè. Bên trái này. À, bên trái này có cái này nữa. Hơi khó điều khiển tới. Rồi lên cắn dây cho chị. Mình phải ngắt điện trước rồi mới mở được cái đó. Cái gì sao leo lên? Bây giờ để con mèo vô đây là thấy bộ xương con mèo luôn. Tới, tới chút nữa. Rồi cắn dây đi. Xuống đây bay. Nó để cái cầu ở trên đến đây hướng mình. Watcher ơi, Watcher. Cô gái đến nào Watcher ơi. Con heo, con heo. Ơi, không phải con heo. Vô đây rồi làm được gì nhau bạn ơi, mình méo sợ bạn đâu bạn ơi. Có ngon thì bắt con mèo kìa. Chế đâu nãy giờ thì FPS nó có hơi gớm một tí nhưng mà vẫn ở mức chấp nhận được, vì con game này tôi nghĩ 30 FPS anh em vẫn chơi khỏe thôi, không cần ở mức 60 đâu. Rồi bắt đầu mượt đây nè, đó cái là một trong những cái rớt từ trên xuống hồi nãy nè. Rồi nó làm hiệu ứng thật quá à, khi đi tới đây cái nhân vật của mình nó quay vô đó dòm luôn. Lúc trước thì chỉ đi ngang thôi, còn hồi nãy đi ngang là nó quay vô nó dòm cái máy bên đó luôn. Những cái mà nhỏ như gì họ vẫn chăm chút làm rất là đầy đủ. khi mà đi đến mấy cánh rộng họ cũng dòm cái camera ra xa đó. Trong này như một cái xưởng gỗ nữa. Đẩy tiếp tao ơi mèo. Mình phải hạ cái con đó xuống nữa thì mới kéo cái cục này qua được. Vàng ở đây chỉ luôn được không? Không, phải xuống dưới rồi. Chết cũng vãi. Cái con đó mà nó ăn thịt con mèo mình đừng nữa hả? Trời ơi, tư tưởng nó hiền. Còn nó đi được tới đâu đó. Ủa sao mình kêu nó bảnh rồi mà la. Không đứng này nào. Ima. Nó theo con mèo mình chứ nó không theo mình. Rồi chạy nhanh nghe mấy ông. Chạy nhanh con Pikachu kia. Tới đây đi. Rồi đi được rồi. Con mèo này to cỡ con hổ là cưỡi hổ chạy nhảy thoải mái đâu. Đừng cần quay đẩy kéo gì. Mèo 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 mèo. Ima, Kimachi. Rồi rồi rồi. Nhạc đổi lên này. Mỗi lần nghe tiếng nhạc là có vấn đề à? Có cái bụi cỏ này là chắc chắn có biết. Con mèo phải làm vật hy sinh này. Kìa, bắt mèo đó đi. Mất tiêu. Lũ đạn mình chạy luôn không được hết đó. Rồi bấm hơi chậm tí, rồi nó double kill luôn. Phải giữ nhiều nút quá, giữ cùng lúc với 3-4 nút nữa. Ôi đây à, đấy rồi. Thoát chưa, thoát chưa? Quay qua kia đi, quay qua kia bay. Bây giờ là phải giết nó luôn không ta? Tôi nghĩ là phải thăm binh giết nó. Thử rồi. Không cần phải thăm binh, mình chỉ chui vô đó mình trốn thôi. Rồi đi mèo. Tiến lên Pikachu. Phải chỉ có khiêu leo tường như gieo như thằng Zelda vậy thì đâu có khổ gì. Thấy dân đen với mà mấy thằng siêu năng lực nó khác biệt chưa? Để tôi thì nó đang chơi con game Echo kìa. Con game 2D mà của Gioch cũng mới ra. Nói về nhân vật Echo thì thấy đánh đấm cũng được lắm. Trời ơi, cái ghê vậy? Shigi à? 7 màu luôn rồi. Ở bên dưới nó có 3 con nhỏ nữa. Rồi. Cái này là cố tình chứ không phải là đó, cắt cảnh thôi. Chúng ta đi thăm VOZ tiếp. Lửa đỏ là gì đây? Mụn hả? Tôi thấy ghê ghê đó nha. Ê. Rồi vậy đâu phải để con mèo ở đó làm sáng đường. Ở đây đi mèo. Con mèo thì nó nhìn được trong bóng tối, mình đâu nhìn được. Ima. Nhanh, chị mày xuống hố nữa bây giờ. Ima mui. Olai. Pamaki. Olai. Pamaki. Ồ, gọng dây đây. Tôi đang phân dân không biết sao lên. Mình đi mình bỏ nó luôn được không ta? Đi bỏ mèo cũng được không? Nó vẫn còn ngồi đó kìa. Rồi con mèo tay thính quá. Đừng có nhảy nghe thấy ghê quá mèo ơi. Nó lặn xuống đó là lặn đâu ta? Phan như vậy có ý nghĩa vậy? Hay là mình tắt đèn đi thì nó không thấy. Ơi. Tắt đèn đi qua dặn nó lại. Con này nó sợ ánh sáng. Mày tắt đèn cái chị mày xanh cỏ luôn đó mèo ơi. Ôi ghê quá. Con này nó có 4 chân à. Nó ngang con mèo mình nè. Ủa sao không đi? Rồi thoát khỏi hang em bu rồi. Tạm biệt anh em vô vô. Ủa mèo đâu vậy? Ôi vậy là con mèo. Thánh họ con mèo là hacker à? Kìa. Cái gì đây, cái gì đây? Ôi thôi là thấy ghê quá. Con mèo có nhảy tới không? Có con mắt. Con mắt đã nhắm. Thì kiểu dân làng này sinh sống với thiên nhiên thôi. Họ thờ cúng cái gì lên trời. Nói chung là có biển, có núi, có động vật, có cá. Rất là yên bình luôn. Mấy cái tự khổ trên đó thì tôi không có nghĩ là nó có thể dịch thực được đâu. Đó, như mấy cái chữ trên tường này là con game gì 2D mà cầm kiếm chầu chọt ngang á, nó có thể dịch thực được cái dòng đó đó. Trên đó như cái bóng đèn vậy. Mình có thể đi qua trái thôi. Ủa là sao? Giống chưa? Rồi ok. Một cái. Anh em để ý nhìn cái này nè. Anh em thấy cái mà miếng này với cái miếng ở dưới á, là ở trên nó không có gì hình gì hết. Rồi xong cái miếng có ô vuông ở trên á, là cái miếng này nè. Miếng dưới là nó có một cái ô vuông nè. Nên nó phải là cái hình này. Đó. Không, nó về bên trái luôn, sát bên trái luôn. Đó, nó sẽ là cái hình này. Rồi còn một cái hình cuối cùng. Tôi nghĩ là ở trong cái hang động thôi. Tôi sẽ coi lại cái hình này lần nữa. Xong cái này là ở trên, chứ không phải ở đây. Thì phải quay về. Tôi nghĩ là phải quay về coi. Trời ơi, chiến sinh vớ vẩn vậy. Ủa không, nó vẫn giữ hình như cũ à. Bây giờ chúng ta còn một cái nguyên và một cái có một vật. hai cái sọc ở trên là 1 2 1 2 gạch 01 11 gạch 01, hai cái sọc ở trên nha. Ở chỗ này đấu lên được nữa. Cái bằng trang là 11 gạch 11 gạch. Chụp tấm hình luôn cho chắc. Coi lại lần nữa đây. Tôi muốn dùng trí nhớ hơn là cái kia. Bằng hết là nó chấm hết. Còn hai gạch ở dưới là 11 gạch 01. Và chết ở đây đúng là đáng nhách luôn. Một một gạch không một đúng nè. Còn cái trên là tất cả đều chấm hết. Nó giống cái đầu tiên này chứ. Phần đó bao vuông, một dãy dài một ô vuông. Cái gì đây? Mới thấy có tương tác mà ta. Nhưng cái USB á, đút vô nó dập xuống là mất tay đó em ơi. Panomui có mèo hả? Có khi là viên ngọc phát sáng bình thường thôi. Để đi vòng cái chỗ tối tối mình thấy được. Rồi con mèo của mình. Gì là sao? À, cho nó kéo ra. Rồi rồi. Chị lại dưới có đường hả? Thiệt không đó? Mày có vụ chị mày không đó? Thủ đạn con mèo này. Đi thôi con tiểu miêu kìa. Thôi. Để tôi cho con mèo qua cắn nó thôi. Cái gì? Ở trên nó có con nữa kìa. Mấy con này nó hiền thôi anh em ơi, không có gì phải lo hết. Để chị mày đi xa ngăn cái đã. Không phải là chị không tin tưởng mày nhưng mà hơi ghén tí thôi. Con này nó nhiều nút quá. Đừng nói mình thấy leo người nó nha. Thấy ghê quá vậy. Đi. Có dây nào không thả cho chị mày ơi. Chị là ở trên tôi phải bích cái lỗ nữa để kéo con ở dưới này luôn. Về đây mèo. Nhìn con này nó thấy, nhìn thấy gán gán. Hello, hello. Hello. Vậy làm sao bích được cái ánh sáng ở trên nó lại ta? Mình đâu có đi qua bển được. Phải làm sao tắt được cái đèn hả vậy anh? Ngoài đường con nữa mà đi. Bay nó được không mèo? Đây có con cái nào? Trên này không có cái gì hết. Mình cũng không có che được ánh sáng nữa. Bên này thì không có gì rồi. Giờ sao ta? Bó tay đó. Tôi đến đây là đã bí rồi đó. Rồi kêu con mèo về đây đó đi. Vậy vẫn còn cái ánh sáng ở trên. Thì tôi cũng chưa biết giải quyết nó làm sao luôn. Помоги. Đẩy con này vô không? Rồi đẩy con này vô, cái con này mới nhú ra. Nó tòi cái gì đó hả ta? Nó toàn khủng khiếp luôn. Từ tầng trên xuống tầng dưới luôn. Chân dài. Người mẫu chân dài. Ra đây chút nữa thì chúng ta nghỉ thôi. Game rất là đáng chơi nha. Tôi sẽ còn chơi tiếp game này. Ido. Nè có cục đá nãy là nó còn nhỏ nè, sau này nó lớn lên. Nhảy tới không ta? Tôi không biết nữa. Hy vọng là tới đi. Cái này là không cắt dây được. Con mèo xong lên. Mèo biết đu dây không mèo? Thôi đi bỏ nó thôi. Không được, mình bỏ nó là nó không có câu dây trên đó xuống cho mình được. Phải dắt mèo theo nữa. Ủa sao nó không đứng lên khúc gỗ được? À, không cần. Tôi hiểu rồi. Mình chạm đất rồi kêu con mèo qua thôi. Suy nghĩ phức tạp quá. Thực ra nó lại rất là đơn giản. Nó như cái thang máy cứ từ từ xuống cho con mèo qua được. Giúp chị đón mày đây Pikachu. Rồi không kịp rồi. Lên chưa? Ngồi sát vô. Rồi, đi nó đi. Nó đưa mày lên, tao đi đón mày. Leo mẹ lên người chị mày leo lên dây à. Nhưng tại chăng nãy giờ có thấy mệt tí nào đâu. Mà không chịu phải đi thang máy. Nhìn thằng áp trong Pokemon nó đưa mấy con thú 40-50 kg trên vai, nó nhẹ nhàng thấy không? Rồi bó tay luôn. Chúng ta lại tốn thêm 5 phút. Con mèo đang trên dưới đó. À, chả gần phải xuống đó đâu. Có cách khá nhanh gọn hơn. Không được, con mèo nặng quá rồi. Game này nó làm cái trọng lực chân thực quá ha. Nhất là cái gia tốc khi nó xuống. Càng xuống nhanh thì cái gia tốc nó càng nhanh. Như cái cọng dây thừng này ở dưới là phải tính theo mức ở dưới nữa. Trời ơi, nó nhảy từ đây lên luôn. Con này con Pikachu gì nữa. Nhảy bánh hơi mèo, nhảy qua bánh chết không mèo. Chúng ta chơi nãy giờ mà chưa qua được cái vùng đất đầu tiên đó, khoảng mà tiếng rưỡi đó. Nhưng mà game hay, hơi chậm chạp chứ mà về dòng tí thôi. Rồi. Thôi. Nó sẽ nhảy xuống đây, nó dòm qua dòm lại. Tôi nghĩ nó đi theo mà chiều kim đồng hồ á. Đủ đạn đó. Không ai đâu rồi, lên đi. Tưởng nó chạy ngược đi nha. Qua phải đi, đi theo chiều kim đồng hồ đi. Không, nó chởn luôn rồi. Vậy là nó chởn luôn rồi. Mình phải đưa con mèo qua bên kia vụ nó. Đến đó lặn xuống luôn nha bay. Thò đầu ra là chiến sinh luôn á. Thì mình nhảy từ dưới này qua bển không được, chỉ có con mèo nhảy được thôi. Nên mình phải dụ con gobo đó qua bển. Rồi trong lúc đó mình sẽ nhảy xuống. Mèo bánh kìa. Có mèo bánh kìa Gobo ơi. Lặng nè. Rồi đi đúng chiều kim đồng hồ đi. Cái gì ấy? Tới đây rồi, lũ đạn con game. Tôi tưởng nó sẽ nhìn qua nhìn lại rồi nó mới nhảy lên. Mình chắc ăn 2 lần rồi đó nha. Bài toán nhìn được với đáp án vậy mà còn tính toán sai nữa. Nó quay đi hả? Qua rồi, qua đi rồi lặn xuống luôn em eo. Ngắn con mèo qua đây được không? Trời ơi, con quỷ mèo. Mèo ơi là mèo. Hết chị mày rồi tới mày. Ấy ấy, bị chóc rồi anh em ơi. Bấm điều khiển con mèo à, tự nhiên mình nhảy qua. Hơi sớm không ta? Hơi sớm rồi. Rồi chết luôn rồi. Con này nó tinh mắt dữ thiệt á. Với lại con game nó chậm quá. Chỗ này là chết 4 mạng được. Rồi lên. Lần này kỹ kỹ hơn tới được. Để nó xây đi hả cho con mèo lên. Chậm thôi, chậm mà chắc. Quá thành cái animation nó từ từ rồi quay qua ảnh lần nữa đi mình mới leo lên. Đi nhánh mèo, đủ đạn mày. Vậy sao không cắn vô đi? Kéo đứt dây chặn nó luôn. Tôi nghĩ khoảng 2 tiếng là hết một chương như vậy đi. Cho mình qua map mới rồi. Đó. Thì tới đây nghĩ là chắc vừa rồi. Xuống một cái khu rừng dưới này. Hôm nay nghĩ tại đây thôi. Chơi tay cầm nên tôi chơi không quen cho lắm. Thì nói chung đây một game rất hay đó. Chụp tấm hình đó nghĩ. Thì mình có xếp được không ta? Chắc tự động xếp về main menu đó. Thiết kế rất là đơn giản luôn. Cái cây nãy tôi khen đẹp nè. Giờ nó có đây với 2 cái con mà dạng như con mèo của mình đó. Rồi ok, bye bye anh em.